bấm 4 biển số siêu đẹp được mua giá 1,2 tỷ đồng, yêu cầu người liên quan tường trình sự việc. 4 chiếc xe máy được một đôi vợ chồng mua giá 1,2 tỷ đồng, trong đó có chiếc Just 500 triệu đồng khi bấm biển đã ra 4 số siêu đẹp. Liên quan đến vụ việc này, công an tỉnh đã yêu cầu cán bộ phụ trách và cặp vợ chồng này tường trình lại sự việc. Ngày 31 tháng 3, Công an Đồng Nai đang phối hợp cùng với Bộ Công an làm rõ việc đôi vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ bấm được 4 biển số siêu đẹp 60B6-888-89, 60B6-888-86, 60B6-888-88, 60B6-888-68 cho 4 xe máy trong cùng một buổi sáng. Tổ điều tra đã niêm phong máy móc liên quan đến việc bấm biển, mời một số người liên quan đến làm việc. Hiện cả 4 xe bị tạm giữ để điều tra nguồn gốc xuất xứ và phục vụ việc điều tra. Lực lượng chức năng đã làm việc với những bên liên quan, yêu cầu cán bộ phụ trách và cặp vợ chồng bấm được 4 biển số siêu đẹp này tường trình lại sự việc, phối hợp với các đơn vị liên quan tạm giữ 4 phương tiện để cơ quan chức năng làm rõ nguồn gốc, quy trình và thụ lý hồ sơ đăng ký cấp biển số. Theo hai vợ chồng, 4 chiếc xe mua cách đây 21 ngày với giá 1,2 tỷ đồng tại cửa hàng chuyên bán xe máy cũ tại thành phố Long Khánh với mục đích kinh doanh bán lại. Trong đó, chiếc xe Jazz hiệu Yamaha giá 5 triệu đồng mới nguyên chiếc. Chiếc Jazz còn lại giá 300 triệu đồng là xe cũ. Hai xe Suzuki RGV 120 và Honda SH 150i có giá 400 triệu đồng. Chúng tôi đã đưa trước 1 tỷ, còn 200 triệu đồng khi nào hoàn tất giấy tờ, biển số sang tên mới chuyển hết, người chồng cho biết. Ngày 29 tháng 3, họ được người của cửa hàng gọi đến trụ sở công an xã Sông Nhạn để bấm biển số xe. Tuy nhiên khi đến nơi, họ không trực tiếp bấm số mà chỉ ngồi đợi bên ngoài, mọi thủ tục do cửa hàng phụ trách. Sau khi biết tôi có biển số ngũ quý 8, một người ở huyện Xuân Lộc điện thoại liên lạc hỏi mua với giá 1,5 tỷ đồng. Tôi đồng ý và nhờ cửa hàng bán dùng, người chồng nói và cho biết khi biển số được đưa lên hệ thống thì sẽ hiển thị luôn số điện thoại của chủ xe. Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Giám đốc Công an Đồng Nai cho biết sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm trong quy trình bấm biển số của 4 xe trên.